Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình ở trong ngày hôm nay. Và mình chính là người kể chuyện KSD. Các bạn ơi, trước khi bắt đầu video, mình xin phép hỏi các bạn một câu hỏi. Liệu có bao giờ các bạn nghĩ rằng trong Minecraft chúng ta có thể thực hiện được những điều ước mà chúng ta đã luôn luôn mong muốn từ trước tới giờ, nhưng chúng ta không hề có khả năng thực hiện? Tuy nhiên, việc thực hiện điều ước đó đòi hỏi các bạn phải liều lĩnh tham gia một trò chơi, tham gia một việc gì đó cực kỳ kinh khủng và kinh dị. Liệu bạn có dám làm? Câu chuyện ngày hôm nay sẽ kể về điều đó. Và câu chuyện được diễn ra như sau. Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, bây giờ mặt trăng đã lên cao rồi, thì điều đó cũng có nghĩa đó nha, là đáng ra ông dân làng phải đi ngủ, mà tôi cũng phải đi ngủ luôn á. Khi không tự nhiên bây giờ trời tối, hai người chúng ta không chịu đi ngủ, mà tự nhiên ông kêu tôi ra trước nhà của tôi để nói chuyện là sao hả ông dân làng? Nếu như có chuyện gì đó quan trọng á, thì để ngày mai nói cũng được mà, tại sao phải là bây giờ? Ông dân làng ơi, rốt cuộc đó nha, là đã có chuyện gì xảy ra vậy hả ông dân làng? Này KSD ạ, cậu đã biết câu chuyện về ngôi nhà hoang có ma trong làng chúng ta chưa? Hả? Câu chuyện về ngôi nhà hoang có ma trong làng của chúng ta hả? Ôi, tôi chưa nghe bao giờ luôn đó. Ông dân làng ơi, ông kể tiếp đi ông dân làng. Các dân làng đã nói rằng nếu ai đó đủ can đảm ngủ lại trong căn nhà đó một đêm thì mọi điều ước của họ sẽ trở thành hiện thực. Hả? Nghe hay vậy. Nếu như đó nha, ai mà đủ can đảm ngủ lại trong căn nhà đó một đêm, ngủ lại trong căn nhà ma một đêm duy nhất thôi đó, thì sẽ được ban lại mọi điều ước. Nếu như vậy đó hả, thì căn nhà đó phải được gọi là căn nhà mang lại sự may mắn chứ. Tại sao lại gọi là căn nhà hoang? Ông dân làng ơi, ông kể tiếp tôi nghe đi. Tuy nhiên, nếu họ vô tình nghe thấy bất cứ âm thanh hay nhìn thấy bất cứ thứ gì kỳ lạ, thì họ sẽ bị bóp cổ tới chết đó KSD ạ. Hả? Cái gì nghe ghê quá vậy? Tự nhiên các bạn ơi, mình lại nghe thấy đó nha. Ông dân làng kể cho mình nghe một câu chuyện đang từ vui vui trở thành cực kỳ kinh khủng luôn. Một căn nhà ma có thể ban lại điều ước, nhưng nếu như chúng ta vô tình nghe thấy những âm thanh kỳ lạ đó nha, thì chúng ta sẽ chết đó các bạn. Ôi, thôi được rồi, mình đó hả, cũng là một con người rất thích khám phá các bạn ơi. Cho nên mình nghĩ rằng là ngày hôm nay mình sẽ đi khám phá căn nhà ma đó nha các bạn. Và bây giờ đó hả, mình sẽ mang theo một cái camera các bạn ơi. Đó chính là cái máy ảnh của mình đó các bạn. Được rồi, bây giờ để mình thử kiểm tra máy ảnh của mình nha. Ok, có vẻ như đó nha, chụp thử hình nào. Rồi, ok, coi thử coi. Được đó nha, có vẻ như đó hả là máy ảnh của mình vẫn hoạt động bình thường. Ok, được rồi các bạn, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước tới chỗ căn nhà ma và cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này nào các bạn ơi. Rồi, đi nào. Và ở đây mình thấy có một ông dân làng đang rất là sợ hãi các bạn ơi. Ông dân làng ơi, tại sao giờ ông không ngủ đi ông dân làng? Tôi giờ là tôi đang có chuyện quan trọng lắm luôn á. KDST ơi, cậu định đi đâu vậy? Tôi hả? Tôi tính đi chơi vòng thôi. Các bạn ạ, mình không nên nói với ông dân làng này các bạn ơi, là mình đi khám hiểm nhà ma. Nếu không hả là ông ngăn mình lại, mình sợ lắm các bạn. Tôi là tôi giờ định đi chơi vòng thôi, nhưng là buổi tối khó ngủ ông dân làng. Đừng nói với tôi là cậu định đi tới ngôi nhà ma nhé. Làm gì có, tôi không đi tới đâu. Ông cứ nói vậy hoài à, tôi không đi tới nhà ma đâu, ông bình tĩnh đi. Làm ơn tin tôi đi, đừng bước vào căn nhà đó. Những người anh em bạn thân của tôi vì mong muốn đạt được điều ước mà đã liều mạng vào căn nhà ma. Và khi họ trở ra thì họ mãi mãi không còn như trước nữa. Hả? Cái gì nghe ghê vậy? Ông dân làng kia đó nha thì nói rằng đó hả, nếu như nghe thấy bất cứ âm thanh gì đó kinh dị kỳ dị thì sẽ bị hả, bị mất đầu. Còn ông dân làng nói rằng các bạn ơi, những ai may mắn thoát ra đó nha thì sẽ không còn trở lên như trước nữa. Nghe đáng sợ thiệt sự luôn á. Thôi được rồi, bây giờ đó hả, mình sẽ cần phải tìm hiểu thật kỹ càng về vụ án này. Tiếp tục như vậy nè các bạn ơi. Và ở đây mình thấy có ông dân làng nè. Ông dân làng ơi, ông có biết gì đó hả về ngôi nhà ma trong làng chúng ta không hả ông dân làng? Đã có một dân làng sống sót và trở ra từ căn nhà ma đó. Tuy nhiên khuôn mặt của ông ta lạ lắm, và dường như ông ta chẳng nói năng gì cả. Hả? Wait a minute, cái gì vậy? Đã có một ông dân làng các bạn ơi, đã có một ông dân làng sống sót trở ra từ ngôi nhà ma đó. Được rồi, mình phải mau chóng lo đi tìm công nhân này đó các bạn ơi. Thì chúng ta mới có thể biết được đó nha, là đã có chuyện gì xảy ra với ông ấy. Và đây có phải là ông nhân làng đó không vậy? Ủa các bạn ạ, hình như đó nha,
Là ông dân làng nói hay sao á, ông ấy nhìn mặt rất là ngáo ngơ các bạn ơi. Rồi đâu, để mình thử chụp lại bức hình coi để xem như thế nào, xem đúng không nha. Ờ, chụp bức hình coi ông dân làng. Cho chụp bức hình nha. Rồi, ok, coi thử coi. Và đúng rồi các bạn ơi, coi kỹ nè thấy không, mặt ông ấy đấy nha, rất là ngáo ngơ luôn. Mình nghĩ rằng đó ha, ông ấy chính là người đã trốn thoát khỏi được căn nhà ma đó các bạn. Được rồi, để mình hỏi chuyện ông ấy. Ông dân làng ơi, ông trốn thoát khỏi nhà ma bằng cách nào vậy không dân làng? Dân làng trở về từ nhà ma, tiền đẹp quá, nhiều tiền quá, huế 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 huế, mọi chuyện thật là vui quá đi. Ơ hê 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 hê, tiền đẹp quá, nhiều tiền quá. Ủa các bạn ơi, cái ông dân làng này đó nha, nói năng nói cuội gì vậy, giống như đó hả, là ổng không còn là ổng nữa các bạn. Kiểu như bị gì á. Ôi hình như đó nha, là sau khi ông ấy đã trở về lại từ ngôi nhà ma các bạn ạ, ông ấy đã trở nên hóa điên luôn rồi. Wait what, nghe sợ thiệt sự luôn á. Thôi rồi, bây giờ để mình hả đi tìm căn nhà ma đó nha các bạn ơi. Và cánh cửa này nhìn khá là kỳ lạ nha. Và căn nhà này có ma, hãy cẩn thận. What the hell? Được rồi, để mình chụp lại các bạn. Chụp lại nào. Ok. Và đây chính là bằng chứng về căn nhà có ma ở trong ngôi làng của mình nha các bạn ơi. Sợ thiệt sự luôn á. Rồi, mình đã chụp được rất là nhiều những bức ảnh luôn các bạn. Mình nghĩ rằng đó nha, là với những bức ảnh này đó hả, là sẽ giúp củng cố cho cái gọi là hả chiến tích của mình các bạn ơi. Và là củng cố cho bằng chứng rằng đó hả là ngôi nhà này thực sự có ma các bạn. Rồi ok, bây giờ nha, để mình bước vào các bạn ạ. Và ở giữa này có một cái giường. Và giữa cái giường này có rất nhiều redstone các bạn ơi. Và được trang trí đó nha, bằng những tấm hình người xương người các bạn. Sợ thiệt sự luôn á. Tại sao lại trang trí những ảnh cực kỳ kinh dị như thế này các bạn ơi? Tuy nữa nha, đây đó hả chỉ là những hình ảnh bình thường trong Minecraft thôi, nhưng mà cũng làm cho con người ta cảm giác là sợ hãi và rùng rợn đó các bạn. Được rồi, bây giờ để mình chụp hình lại nha. Rồi, chụp hình lại hả toàn bộ căn nhà, căn phòng này cũng như hả là cái giường các bạn ơi. Đặc biệt là cái giường nha được bao phủ bởi rất là nhiều redstone luôn. Coi lại nào. Ok, tấm hình rất là đẹp. Rồi, và ở đây mình thấy cái rương đồ này các bạn. Và trong rương đồ này có một cái cách thực hiện điều ước. Để mình chụp hình lại đây các bạn ơi. Đây sẽ là bằng chứng nha các bạn. Chụp hình lại nào. Ok, để mình chụp hình lại các bạn ơi. Rồi, ok. Bằng chứng là trong cái hả luôn đồ này có cái hả là cách thực hiện điều ước nha các bạn. Rồi, để mình coi thử nha. Để có được điều ước rất đơn giản, hãy ngủ và cầu nguyện. Sau đó 3 giờ sáng, bạn hãy thức dậy và nhìn xuống gầm giường của mình. Nếu bạn thấy một cái rương đồ cùng tiếng ca hát thánh thót, bạn đã thành công. Nhưng nếu bạn thấy một cái hố và tiếng thứ đó kêu la, sinh mạng của bạn đã không còn. Liệu bạn có dám thử? Trời ơi, các bạn ơi, là các bạn đó nha, thì các bạn có dám thử hay là không? Mình nghĩ rằng là bây giờ chắc là mình sẽ mình đã lỡ vào căn nhà ma rồi các bạn ơi, cho nên mình nghĩ rằng đó hả là mình sẽ thử. Nhưng mà trước tiên là mình cần phải đọc kỹ lại thêm một lần nữa đã. Nó nói rằng đó nha, là bây giờ phải ngủ và đi cầu nguyện. Nghĩa là vừa ngủ vừa cầu nguyện đó các bạn ơi. Rồi 3 giờ sáng thức dậy và mình sẽ nhìn xuống gầm giường của mình. Nếu thấy cái rương đồ cùng tiếng ca thánh thót là thành công. Còn nếu như đó nha, thấy một cái hố và hãy xuống hố với các bạn. Và tiếng thứ đó kêu la, sinh mạng của bạn đã không còn. Được rồi, bây giờ mình nghĩ rằng đó nha, là các bạn ạ, bắt đầu thôi nào các bạn ơi. Rồi, bây giờ lên giường và mình sẽ cầu nguyện cho giấc mơ của mình nha các bạn. Tôi xin được cầu nguyện được nhiều người coi video của tôi, 1 triệu người đăng ký nữa. Ok, và mình vừa cũng nghĩ các bạn ơi, để mình ra làm coi thử nha. Và các bạn coi là thấy không, mặt trăng đã ở hướng này rồi, thì điều đó đồng nghĩa các bạn ạ, là đã là 3 giờ sáng rồi đó. Ok, bây giờ bắt đầu bước vào ngôi nhà lại nào các bạn ơi. Và bây giờ mình nghĩ rằng đó nha, là mình sẽ phải dùng cái rìu sắt này để mình có thể gọi là hả đào xuống phía dưới các bạn ạ. Mình hy vọng rằng đó hả là mình sẽ nghe thấy được cái rương đồ, và cái rương đồ đó có sẽ có được những cái thứ, những cái vật dụng cần thiết đó nha, để mình có thể được nhiều người coi video của mình hơn, cũng như đó hả là được 1 triệu người đăng ký nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu nào, đập cái này các bạn ạ. Và sau đó mình sẽ đi xuống dưới, bắt đầu nào. Và wait what các bạn ơi, ở đây không có gì hết á, như là hình như là cái hố các bạn. Từ 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 để mình chụp hình lại đã. Nhưng mà hình như đó nha, trong cái quyển sách hướng dẫn nói rằng đó hả, nếu như á mình thấy cái hố á và mình nghe tiếng động kỳ lạ các bạn ơi, thì chắc chắn là mình sẽ chết mà. Nhưng mà rõ ràng các bạn là mình thấy cái hố rồi nè, mà mình đâu nghe thấy tiếng gì đâu. Hay là có khi nào các bạn ơi, là bên dưới cái hố đó đó nha, là sẽ có cái rương đồ
chỉ dẫn mình cách làm thế nào để được 1 triệu sub không các bạn. Cũng như là nhiều người xem video của mình á, mình tin là như vậy các bạn ơi. Đó chính là hả giấc mơ của mình đó các bạn. Rồi bây giờ hả để mình đi nha, mình sẽ bước xuống các bạn à, coi thêm như thế nào nha các bạn ơi. Nhảy xuống hố các bạn ạ. Và hả gì đây, ác quỷ lấy mạng người, lấy mạng người để trả điều ước, lấy mạng người để trả điều ước. Ôi vậy là sao các bạn, vậy là mình đã thành công trong điều ước chưa, hay là con ác quỷ đã giết hại mình và vĩnh viễn mình sẽ không bao giờ được hồi sinh nữa các bạn. What the hell. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện về ngôi nhà ma có điều ước ở trong Minecraft. Và thật sự các bạn ơi, mình phải dừng lại video ở đó. Bởi vì sao? Bởi vì sau khi mình bị con ác quỷ lấy mạng người giết hại, mình đã cố gắng đăng nhập, cố gắng trở lại vào thế giới Minecraft, trở lại vào ngôi làng của mình, thì tất cả mọi thứ chỉ là một bãi tha ma hoang sơ và cực kỳ kinh khủng. Cho nên các bạn ơi, mình nghĩ rằng đừng bao giờ đánh đổi mạng của các bạn, hay đừng bao giờ đánh đổi bất cứ thứ gì để có thể đạt được điều ước ở trong Minecraft. Và mình nghĩ rằng bây giờ mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này ở đây. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi tới đây rồi nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại. Can you hear me calling for you?